Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày, chúng tôi đều cập nhật những thông tin nóng, hấp dẫn nhất gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Đài RT ngày 6 tháng 7 đưa tin rằng một người đàn ông tên là Santosh Lohar, sống ở bang Bihar, Ấn Độ, đã cắn lại con rắn đến chết sau khi ông này bị rắn cắn trong lúc đang ngủ. Theo truyền thông địa phương, vụ việc xảy ra hồi đầu tuần. Khi đó, ông Santosh, một công nhân làm việc trong một dự án đường đất ở khu vực Rajouri, bang Bihar, đang ngủ thì bị một con rắn chui vào lều và cắn. Ông Santosh ngay lập tức tỉnh dậy và tấn công con rắn, dùng thanh sắt đập và cắn lại con rắn nhiều phát khiến con rắn chết ngay tại chỗ. Người đàn ông nói rằng ông làm đúng với quan niệm địa phương. Ông Santosh nói, ở làng tôi, người ta tin rằng nếu bị rắn cắn thì phải cắn lại hai lần để trung hòa nọc độc. Ông Santosh được đưa nhập viện vì vết thương do rắn cắn và may mắn hiện đang hồi phục. Chú bò có trái tim lầm chỗ để trên đầu. Chú bò này, theo chủ nhân kể lại, từ khi sinh ra đã có một vết bớt, hình trái tim rất cân đối ở ngay đầu. Trong khi toàn thân chú ta có màu lông vàng, nâu giống như những chú bê con thông thường, phần đầu lại có một cụm lông trắng đặc biệt. Vì cụm lông này mà chú bò gây chú ý với các YouTuber săn chuyện độc lạ. Điều đặc biệt của chú bò này là hình trái tim trên đầu nó rất cân đối, lớn lên cùng với nó mỗi ngày. Cô Thơ, chủ nhân của nó, cũng quan sát thấy nó rất thân thiện, gần người hơn so với những con cùng tháng tuổi. Chú bò này cũng khá là hóng hớt, thích dòng tai nghe người nói chuyện. Cô Thơ cho hay, cô lựa chọn giống rất kỹ để tạo ra những thế hệ khỏe mạnh cho đàn bò nhà mình. Cha mẹ của chú bò có trái tim lầm chỗ, đều có giống tốt, có màu lông thuần nhất. Bò mẹ đã sinh được 3 lứa và chỉ duy nhất nó có vết lông khác màu, lại được tạo hình tự nhiên như thế. Bình thường, cô Thơ chỉ bán bò con sau khi chúng đã cai sữa. Một chú bò sẽ được định giá khoảng 20-30 triệu đồng. Riêng chú bò này, cô Thơ không muốn bán vì tiếc ngoại hình đặc biệt của nó. Cô định sẽ để lại nuôi chơi chứ không muốn giao nó cho thương lái. Trước đó, vào năm 2019, ở xã Yên Bài, huyện Ba Vì, Hà Nội, cũng có một hộ gia đình có con bò sinh ra với hình trái tim với lông màu trắng trên trán. Hình ảnh của chú bò đã gây sự chú ý cho nhiều người. Chị Dương Thị Khánh, chủ nhân con bò trên cho biết, con bò nhà chị đẻ bò con. Khi bò con chào đời, mọi người trong gia đình rất ngạc nhiên bởi trên trán con bò con xuất hiện lông màu trắng với hình trái tim. Hiện con bò con vẫn khỏe mạnh bình thường. Nhiều hàng xóm người quen của gia đình chị Khánh đến xem, chụp ảnh bò con và đưa lên mạng, nhận được rất nhiều like và lời khen con bò siêu đáng yêu. Chị Khánh cho biết thêm, bò mẹ sinh được 11 lứa bò con, duy nhất lần này có hình trái tim trên trán. Các lứa trước, gia đình chị thụ tinh nhân tạo cho bò mẹ bằng giống bò lai xin. Còn lần đẻ ra bò con có hình trái tim này, gia đình thụ tinh bằng giống bò BBB, bò lam trắng xanh bỉ, một loại bò nhiều cơ bắp. Một trường hợp khác, tại xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa, một hộ dân đã sở hữu con bò kỳ lạ có đến 6 cái chân và 2 cái đuôi. Anh Bùi Minh Tuấn, sinh năm 1979, trú tại xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy, chủ nhân của con bò kỳ lạ này chia sẻ. Đến thời điểm hiện tại, con bò đực có 6 chân và 2 cái đuôi mà gia đình anh đang sở hữu đã được hơn 5 năm tuổi. Anh Tuấn kể, hơn 5 năm trước, anh mua con bê đột biến này từ một hộ dân trong làng. Người chủ cũ của con bê kể lại, khi bò mẹ mang thai thì không có hiện tượng gì bất thường, nhưng khi sinh ra, bê con có hai chân treo lơ lửng trên vai trái, giữa hai cái chân còn mọc ra một cái đuôi như ụ thịt. Theo anh Tuấn, sau 6 năm nuôi dưỡng, con bò phát triển bình thường, hai chân phụ và chiếc đuôi gắn ở khớp cổ cũng lớn dần lên, có thể cử động nhẹ. Hiện tại, con bò nặng khoảng 5 tạ, dài khoảng 2,5m, cao khoảng 1,5m. Anh Tuấn cho biết, cách đây 2 năm, có một vài người ở miền Nam ra tận nơi và hỏi mua bò. Họ trả gần 6 tỷ đồng nhưng tôi không bán. Số tiền này thật sự là quá lớn, nhưng sau thời gian nuôi, nó cũng như một thành viên trong gia đình nên trả bao nhiêu tiền chúng tôi cũng không bán. Được biết, gia đình anh Tuấn nằm trong khu du lịch suối Cá Thần ở xã Cẩm Lương,
Do đó, khách du lịch khi đến nơi đây tham quan suối cá thần cũng đã tìm đến nhà anh Tuấn để tận mắt xem con bò độc nhất vô nhị này. Do quá đông người đến nên gia đình đã báo cáo với chính quyền địa phương, ban quản lý khu du lịch suối cá thần xin phép làm riêng một khu trên phần đất của gia đình mình để phục vụ khách vào tham quan chụp ảnh. Anh Tuấn cho biết con bò dễ tính lắm, nuôi cũng như những con bò bình thường khác, ăn cỏ và ngô sắn. Hàng ngày gia đình tôi dắt bò ra ngoài cho khách đến tham quan, tối đến lại dắt trở về chuồng phía sau nhà. Lý do đặc biệt khi lạc đà và chuột túi liên tiếp xuất hiện tại Cao Bằng. Trước đó, vào cuối năm 2023 ở Cao Bằng đã xuất hiện chuyện lạc đà, chuột túi có nguồn gốc từ nước ngoài xuất hiện liên tiếp trên địa bàn. Sự việc này đã gây xôn xao dư luận. Theo đó, ngày 25 tháng 11 năm 2023, trên mạng xã hội chia sẻ hình ảnh ba con lạc đà xuất hiện ở Cao Bằng được rất nhiều người quan tâm. Ông Đào Văn Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân Trường, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng, xác nhận hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội là tại địa phương. Tuy nhiên, theo ông Thắng, thời điểm lạc đà xuất hiện đã từ lâu, không phải mới đây. Ông Thắng cho biết, ba con lạc đà này bị nhóm người buôn lậu bỏ lại trên địa bàn của xã. Tuy nhiên, sự việc này xảy ra từ tháng 2 năm 2023. Theo ông Thắng, thời điểm đó, sau khi bắt gặp ba con lạc đà trên, chính quyền địa phương cùng đồn biên phòng Xuân Trường đã tạm giữ. Ông Thắng thông tin, sau khi tạm giữ, chúng tôi đã thông báo đến người dân đến nhận lại. Tuy nhiên, sau 6 tháng không ai đến nhận, đến giờ còn hai con lạc đà vẫn ở đồn biên phòng Xuân Trường. Cũng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, những ngày đầu tháng 11 năm 2023, hình ảnh những con chuột túi xuất hiện cũng được nhiều người quan tâm. Cụ thể, ngày 8 tháng 11 năm 2023, 4 con chuột túi được người dân phát hiện ở xã Đức Long, huyện Thạch An, Cao Bằng. Sau đó, được nhân viên kiểm lâm bắt giữ. Ông Hoàng Văn Khanh, Chủ tịch xã Đức Long cho biết, con chuột túi đầu tiên được phát hiện và bắt giữ tối ngày 8 tháng 11 năm 2023. Hôm sau, người dân lại thấy 3 con khác cũng ở vệ đường liên xã, gần vạt cây bụi. Để bắt giữ 4 con chuột túi, xã Đức Long cùng hạt kiểm lâm huyện Thạch An đã huy động khoảng 10 người, dùng lưới quây lại, mỗi con nặng khoảng 8 đến 10 kg đều khỏe mạnh. Ông Khanh cho biết, đây là lần đầu tiên địa bàn xuất hiện chuột túi. Một số chuyên gia cho biết, đây là chuột túi wallaby hay còn gọi là kangaroo mini có nguồn gốc từ Australia. Chi cục kiểm lâm tỉnh Cao Bằng cho biết, 3 con chuột túi của nhóm buôn lậu trên đường vận chuyển qua biên giới bị kiểm lâm phát hiện nên bỏ lại rồi chạy trốn. Lạc đà có nguồn gốc từ các vùng sa mạc cằn cỗi thuộc châu Á và Bắc Phi. Trong khi đó, chuột túi là loài động vật bản địa của Úc và New Guinea. Thế nên, việc hai loài vật này vô tình có mặt tại một tỉnh của Việt Nam thời gian gần đây đã khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu. Đến cuối tháng 1 năm 2024, các cán bộ của Đại sứ quán Úc tại Hà Nội đã đến thăm Trung tâm Cứu hộ Bảo tồn và Phát triển Sinh vật Hoàng Liên thuộc Vườn Quốc gia Hoàng Liên để cảm ơn các nhân viên đã tiếp nhận các cá thể chuột túi được bất ngờ tìm thấy ở Cao Bằng. Trung tâm Cứu hộ Bảo tồn và Phát triển Sinh vật Hoàng Liên thuộc Vườn Quốc gia Hoàng Liên đang chăm sóc những chú chuột túi Úc kể từ khi chúng được tìm thấy ở tỉnh Cao Bằng vào cuối năm ngoái. Vườn Quốc gia Hoàng Liên được biết đến với sự đa dạng sinh học, đặc biệt là các loài thực vật quý hiếm chỉ tồn tại ở dãy Hoàng Liên. Vai trò chính của trung tâm là tiếp nhận, chăm sóc, huấn luyện và thả các loài động vật, thực vật bản địa về thiên nhiên. Ngày 25 tháng 1, các cán bộ ngoại giao công chúng của Đại sứ quán Úc tại Hà Nội đã đến thăm trung tâm để cảm ơn các nhân viên đã tiếp nhận các cá thể chuột túi. Đại sứ quán cũng hỗ trợ tài chính 80 triệu Việt Nam đồng để trung tâm tiếp tục chăm sóc các cá thể chuột túi. Tại buổi làm việc, ông Lã Văn Tới, Giám đốc Trung tâm Hoàng Liên chia sẻ, Việt Nam là điểm nóng trung chuyển, buôn bán động vật trái phép. Chuột túi wallaby là động vật có nguồn gốc nước ngoài đầu tiên và duy nhất tại trung tâm và chúng tôi hy vọng Đại sứ quán Úc có thể giúp kết nối chúng tôi với các tổ chức cứu hộ động vật, các chuyên gia và tình nguyện viên để chăm sóc tốt hơn cho các loài thực vật
và động vật ở đây nói chung và chuột túi Wallaby nói riêng. Chị Trần Thu Nga, bác sĩ thú y đang chăm sóc chuột túi cho biết, những chú chuột túi Wallaby bị căng thẳng do di chuyển xa từ Cao Bằng và mùa đông lạnh giá ở Sapa. Mặc dù hai chú chuột túi Wallaby đã chết sau một thời gian dài ủ bệnh, nhưng hai chú còn lại đang thích nghi tốt hơn với môi trường mới. Văn phòng Thương mại Động vật Hoang dã của Chính phủ Úc, một bộ phận của Bộ Biến đổi Khí hậu, Môi trường, Năng lượng và Nước, tuyên bố rằng Úc ủng hộ mọi nỗ lực nhằm giải quyết nạn buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp và có luật nghiêm ngặt điều chỉnh việc xuất khẩu động vật hoang dã bản địa của Úc. Động vật hoang dã bản địa của Úc, bao gồm cả chuột túi Wallaby, chỉ có thể được xuất khẩu từ Úc vì mục đích phi thương mại, chẳng hạn như triển lãm trong vườn thú. Các cá nhân và tổ chức bị buộc tội buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp sẽ bị điều tra và nếu bị kết tội thì có thể bị phạt số tiền lớn hoặc phải ngồi tù. Những thông tin vừa rồi đã khép lại điểm tin của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, đồng hành và theo dõi kênh YouTube của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại!